Kính mời ông bà, anh chị em lắng nghe và suy niệm tin mừng ngày Chúa Nhật 20 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm nhưng người không đáp lại một lời các môn đề lại gần xin người rằng xin thầy bảo bè ấy về đi vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi người đáp thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà israel mà thôi nhưng bà ấy đến bãi lạy mà thưa người rằng lạy ngài xin cứu giúp tôi người đáp không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói, "Thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giêsu đáp, "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa Kính thưa quý ông bà và anh chị em Bài tin mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu cùng các môn đề tiến vào vùng đất của dân ngoại Sau những tranh luận gay gắt với giới lãnh đạo Do Thái Đó có thể là thời gian nghỉ ngơi của Chúa Giêsu và các môn đề Cũng là cơ hội để Ngài đào tạo các môn đề một cách trực tiếp hơn Câu chuyện phép lạ xảy ra với người đàn bà Canaan là điểm khởi đầu, là một dấu chỉ mời gọi. Để rồi sau đó, các tông đồ được Chúa Thánh Thần soi sáng vượt qua ranh giới hạn hẹp của quốc gia, đi đến tận cùng bờ cõi trái đất, rao giảng tin mừng cho mọi người, mọi dân tộc. Khi bước vào vùng đất mới, Chúa Giêsu gặp những lời kêu van của người đàn bà đang bị thử thách. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái của tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Lời nguyện của bà là một hình mẫu cho tất cả chúng ta. Thứ nhất, bà thừa nhận Chúa Giêsu là con vua David. Đây là việc biểu hiện đức tin của bà và là sự tương phản rõ ràng với những việc thiếu đức tin của nhiều người ở Galilee. Thứ hai, lời thỉnh cầu của bà được diễn đạt bằng ngôn ngữ rất thẳng thắn và đơn giản. Xin rủ lòng thương tôi và lạy ngài xin cứu giúp tôi. Điều thứ ba, lời cầu nguyện của bà thật kiên trì và bền bỉ. Lời cầu nguyện của người đàn bà thật cảm động, thật chân thành. Thế mà tại sao Chúa lại không đáp trả? Chúa là đấng nhân từ trước những người cùng khổ chạy đến kêu cầu Ngài cơ mà. Hơn nữa, Ngài đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện rằng hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Thế mà vì sao trong lúc này Chúa không đáp lời người đàn bà? Hẳn phải có một lý do nào đó. Chúa Giêsu cho phép người đàn bà xứ Canaan thể hiện sự kiên trì của mình bằng cách im lặng và thậm chí từ chối trước yêu cầu của bà. Đứng trước một thách thức về lòng tin như vậy, bà đã không ngã lòng. Bà không thắc mắc, không giận dối hay trách móc Chúa. Nhưng khiêm tốn hạ mình hơn nữa, bà không những van xin bằng lời nói mà bằng cả con người. Bà sụp lạy trước Chúa và nói, Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Thái độ của Chúa trước lời cầu xin của người đàn bà là một thử thách, thử thách về đức tin, thử thách về việc cầu nguyện. Bà đã không bỏ cuộc, dấu Chúa có nói: "Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Thực ra Chúa không nói điều này một cách khiếm nhã, nhưng là để mời gọi bà thể hiện đức tin của mình một cách kiên trì. Dường như thử thách đã đến mức độ cuối cùng, khó có ai vượt qua được. Nhưng người đàn bà dân ngoại này đã vượt qua. Bà đã thưa với Chúa Giêsu một cách sắc sảo: "Thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bà đang kiêm nhường thẳm sâu để van xin những mảnh vụn của lòng thương xót của Chúa và bà đã nhận được lòng thương xót của người cách dồi dào khi Chúa trả lời. Này bà, đức tin của bà đã được chấp nhận, bà muốn sao thì được vậy. Rồi Chúa Giêsu cho con bà khỏi bị quỷ ám. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhìn lại bản thân, mỗi chúng ta có khao khát những mảnh vụn lòng thương xót của Chúa Giêsu như người đàn bà ngoại giáo này không? thái độ của chúng ta khi cầu nguyện như thế nào đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình đương nhiên được thiên chúa thương xót chúng ta có thể nghĩ rằng chúa mắc nợ chúng ta và mặc dù cũng có thể chúng ta đã nhận ra rằng mình không xứng đáng trước lòng thương xót của chúa nhưng chúng ta có thực sự tin tưởng khi chúng ta cầu nguyện hay không đó là lý do tại sao câu chuyện này rất quan trọng nó trình bày cho chúng ta cách thức lý tưởng để cầu nguyện và tâm tình khiêm tốn mà chúng ta phải có khi đến gần Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn về hình ảnh người đàn bà xứ Canaan đã hết lòng bày tỏ đức tin của bà với sự khiêm nhường và bền bỉ. Bà là một tấm gương sáng cho mỗi chúng ta học hỏi, soi vào và suy ngẫm về cách mỗi người chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúng ta có tự cho mình là công chính khi cầu nguyện Như thể ta xứng đáng được Chúa thương xót không? Chúng ta có xu hướng xem Thiên Chúa là đấng mắc nợ chúng ta điều gì đó không? Hay chúng ta có tức giận với Chúa khi Ngài không đáp ứng ngay những yêu cầu của chúng ta không? Thái độ của Chúa Giêsu từ im lặng đến từ chối đã hướng dẫn người đàn bà xứ Canaan đến mức độ trưởng thành của lòng tin đến nỗi ngày đã phải thốt lên ngày bà lòng tin của bà mạnh thật bà muốn thế nào sẽ được như vậy sự thử thách đã đến lúc chấm dứt và cuối đoạn đường gian nan khi nhìn lại xem ra như chúa im lặng hay từ chối trước lời chúng ta cầu xin nhưng giây phút đó là những giây phút quý báu vô cùng chúng ta mới hiểu được phần nào chương trình của chúa dành cho cuộc đời của mình câu chuyện tin mừng hôm nay cùng với những lời điệp khúc bài hát chúa đau cùng con của nhạc sĩ quỳnh thoại chúa đau nỗi đau của con chúa buồn nỗi buồn của con ngài vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra chúa đang bước đi cùng con nếu lòng tin còn người ơi tình chúa ôi tuyệt vời Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui. Điều đó giúp cho ta xác tín có Chúa luôn đồng hành và thấu hiểu mỗi người chúng ta. Dù lắm lúc ta cảm thấy như Chúa im lặng trong cuộc đời. Để rồi chúng ta luôn luôn biết khiêm nhường sắp mình xuống cầu nguyện với sự kiên trì và tin tưởng tuyệt đối. Chắc chắn Chúa sẽ không chỉ ban những mảnh vụn lòng thương xót, nhưng sẽ tuôn đổ dư tràn ân sủng và tình yêu của ngài cho chúng ta. Amen.